Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn. Đó là món bún nước tương. Bún nước tương là một món ăn quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những người hay ăn chay. Món ăn tuy khá đơn giản, phần nguyên liệu không quá cầu kỳ, nhưng khi kết hợp lại với nhau, nó lại tạo nên một món ăn rất ngon miệng. Vào những ngày chay, nếu mọi người không biết ăn gì, hoặc công việc lại quá bận rộn, thì món bún nước tương sẽ là một gợi ý lý tưởng cho thực đơn của gia đình bạn nha. Bún nước tương mình sẽ ăn kèm cùng các loại rau thơm và vài miếng đậu hũ đã được chiên vàng. Đi kèm với món ăn, mình có phần nước tương có vị mặn ngọt đậm đà rất ngon. Bây giờ mình mời mọi người cùng mình thực hiện món ăn ngon này đãi cả nhà nha. Nguyên liệu mình có để trên màn hình, về chi tiết mình sẽ nói tiếp trong video nha mọi người. Trước tiên mình có 3 miếng đậu hũ lớn. Mình sẽ cắt đậu hũ thành những miếng nhỏ vừa ăn. Đậu hũ mọi người có thể mua loại đậu trắng hay đậu đã chiên rồi, giống như mình cũng được nha. Tiếp theo mình có một trái dưa leo. Dưa leo mình sẽ cắt lá, rồi sau đó cắt sợi nhỏ ha. Tiếp theo mình có một trái ớt sừng và 4 tép tỏi. Ớt sừng mình tách bỏ hạt. Nếu thích ăn cay mọi người có thể cho thêm ớt hiểm vào ha. Mình dùng chày giã nát tỏi ớt nữa là được. Sơ chế xong nguyên liệu, bây giờ mình sẽ nấu nước tương. Mình có 1 vá đường, 2 vá nước tương. Một vá nước lọc. Mình sẽ cho thêm 1/3 vá tương ớt. Bây giờ mình sẽ khuấy đều. Sau đó mình mới mở bếp nấu cho gia vị được tan hết. Phần nước tương mình chỉ nấu cho ấm, không cần nấu sôi đâu. Khi gia vị đã vừa ăn rồi, mình sẽ tắt bếp và để cho nước tương nguội. Tiếp theo mình sẽ chiên đậu hũ nha mọi người. Chảo nóng, mình cho dầu ăn vào. Dầu ăn hơi nóng thì cho tiếp đậu hũ vào chảo. Khi chiên đậu, lửa của bếp mình mở ở mức vừa ha. Mọi người chỉ cần chiên cho đậu vàng giòn các mặt là được. Đậu vàng giòn rồi, bây giờ mình sẽ cắp đậu ra dĩa. Phần nước tương đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ cho nước tương vào thố tỏi ớt. Mình dùng vá khuấy đều để tỏi ớt và nước tương hòa quyện với nhau. Như vậy nước tương sẽ thơm ngon hơn ha. Các loại rau thơm mình sẽ cắt nhỏ. Tiếp theo mình cho dưa leo vào tô. Mình gấp một chút bún tươi. Bún tươi sau khi mua về, mọi người nấu nước sôi cho bún vào trụng sơ. Như vậy cũng giúp bún ngon hơn nè. Đối với đậu hũ chiên, mọi người thích ăn nhiều hay ít thì tùy theo mọi người nha. Cuối cùng mình cho thêm một ít đậu phộng vào tô. Vậy là món bún nước tương đã sẵn sàng rồi đó mọi người. Khi ăn chỉ cần chan một lượng nước tương thích hợp nữa là được.
Vậy là mình vừa hoàn thành xong món bún nước tương rồi. Món ăn khá là đơn giản nhưng lại rất ngon và cách chế biến cũng rất dễ dàng nè. Bây giờ mình xin mời mọi người cùng mình thưởng thức món ngon này nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Bibi cả nhà, mãi yêu.